chúc đại gia đình mình 30 tháng 4 nhiều sức khỏe, dần sự như ý nha. Rồi. Chào cả nhà nha. Bữa nay anh em mình đi tới Đồng Nai rồi. Đang nhìn đồng lúa mênh mông. Bên bông cánh cò à. Quá trời đẹp. Quá mát cả nhà ơi. bữa nay lễ 30 tháng 4 mình không có được về quê. Mình với anh ba, mình với sư phụ mình đi kim lúa. Đi hai gặt lúa, đi gặt lúa. Quay gặt lúa luôn ha, luôn. À nay đi gặt lúa nè, người ta về quê mình không có thất nghiệp phải đi gặt lúa nè. Đây, nghệ sĩ Bùi Trung Đặng đứng dáng đẹp quá, bữa nay có eo rồi đó. Nay có eo rồi đó. Đang quay phim luôn. À, cái à. Có cỏ vậy ta, này trồng cỏ cho bò ăn quá, đúng không? Nó cắt mỡ lắm. Ngân lại. Đi chạy. Để giữ à. Chào nhà đi. Chào đại gia đình của Dũng nha. Bùi Trung Dẫn, Bùi Trung Dẫn cho tất cả đại gia đình. Rồi, cảm ơn ba nè. Mẹ mong con thờ đừng quên Chúa.
Số sức của vị bỏ qua cho Minh Đương các vị, tại vì bên này họ Minh Đương rất là mệt. Dạ, các vị đồng ý cho chào ngón tay xuống các vị. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều. Dạ.